Xin kính chào quý vị và các bạn nhỏ. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một khai cuộc thường gặp trong thi đấu cờ vua, khai cuộc Tây Ban Nha. Khai cuộc Tây Ban Nha hay còn gọi là khai cuộc Ruy López do linh mục người Tây Ban Nha thế kỷ 16 Ruy López de Sanuga đã nghiên cứu một cách có hệ thống. Tuy đây là một khai cuộc cổ, song nó vẫn được sử dụng phổ biến ở cấp độ cao. Nhiều kỳ thủ đẳng cấp sử dụng thường xuyên trong hầu hết sự nghiệp thi đấu và rất nhiều người trong số họ chơi lối chơi khai cuộc này ở cả hai bên trắng và đen. Mở đầu ván cờ, trắng đi tốt E4 thi triển khai cuộc mở. Đen đi tốt E5 đáp trả. Trắng đi mã F3 đe dọa tấn công tốt E5 của đen. Đen đi mã C6 bảo vệ tốt E5. Trắng đi tượng B5 uy hiếp mã C6 đang ngầm nhiệm vụ bảo vệ tốt E5. Đây là hình thái của khai cuộc Tây Ban Nha. Đến đây có nhiều cách chơi cho bên đen. Ở đây tôi sẽ giới thiệu những nét chính theo biến chính phổ biến nhất. Đen đi tốt A6 đuổi tượng nguy hiểm. Trắng đi tượng ăn mã C6 nhằm tạo ra điểm yếu tốt chồng cho bên đen. Đen lấy tốt ở cột D ăn lại cân bằng đường lượng, đồng thời mở đường cho hậu kiểm soát cột mở D. Ở đây nếu trắng tham ăn lấy mã ăn tốt E5 thì đen sẽ đưa hậu lên D4 uy hiếp mã, đồng thời bắt lại tốt. Trắng đi mã C3 tranh thủ phát triển quân. Đen tiến tốt F6 củng cố trung tâm. Trắng tiến tốt D4 chính thức phát động cuộc chiến tranh đoạt trung tâm. Đen không khoan nhượng, đi tốt E nhân D4 đáp lại. Trắng đi hậu nhân D4, đen lấy hậu ăn hậu của trắng. Trắng đi mã nhân D4, đen lên tượng D7 chuẩn bị nhập thành xa. Trắng lên tượng E3 chuẩn bị nhập thành. Đến đây, theo kế hoạch, đen nhập thành xa, đưa vua vào vị trí an toàn, đưa xe ra tham chiến. Trắng nhập thành xa. Đen phát triển mã lên E7. Trắng đi tốt F4. Đen đi tốt C5 đuổi mã. Mã chạy về F3. Đen đi mã lên C6. Đến đây, về cơ bản, hai bên đã hoàn thành giai đoạn khai cuộc và bước vào chung cuộc. Nhìn vào thế cờ, bên trắng có phòng tuyến tốt hay hơn, cụ thể là ở cánh vua. Trắng hơn một tốt sẽ lại ưu thế lớn khi bước vào chung cuộc. Song bù lại, đen có đôi tượng tích cực. Thực tế cho thấy nhiều ván cờ diễn ra kiểu này có kết thúc hòa. Như các bạn đã thấy, mặc dù bên trắng có lợi thế đi trước, nắm thế chủ động, nhưng nếu đen biết cách phòng thủ thì ván cờ vẫn đạt được thế cân bằng. Bài học: chỉ những sai lầm ở những nước đầu tiên mới dẫn đến thất bại nhanh chóng ở giai đoạn khai cuộc. Video sản xuất bởi Học viện Cờ Vua Channel, kênh chia sẻ mọi kiến thức về môn thể thao trí tuệ cờ vua với các giáo trình cờ vua nổi tiếng thế giới, các trận đấu kinh điển của các đại kiện tướng quốc tế từ cổ chí kim đến hiện đại, các phần mềm chơi cờ hàng đầu, với mong muốn giúp các bạn nhỏ từng bước trở thành những kỳ thủ giỏi chơi cờ hôm nay, lãnh đạo tương lai. Hãy ấn vào đăng ký để nhận các video mới nhất và đừng quên để lại bình luận của bạn, chia sẻ video nếu bạn thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn.
Xin chào và hẹn gặp lại.